Xin chào các bạn, chúng tôi xin công bố đáp án và kết quả của trò chơi Vui Cùng Vietjet Air. Lưu ý trong dịp Tết cùng Vietjet Air vào ngày 20 tháng 1 năm 2014. Câu hỏi đưa ra, chọn mức giá đúng cho gói hành lý ký gửi mua trước, tính theo khách trên một chặng, chưa bao gồm VAT. Và đáp án của chương trình như sau, với gói hành lý 15kg có giá 120.000, gói hành lý 20kg có giá 150.000, gói hành lý 25kg có giá 200.000 và gói hành lý 30kg có giá 300.000. Thứ tự các đáp án theo ký tự như sau: A 2, B 4, C 1 và D 3. Với đáp án như trên, chúng tôi đưa ra danh sách 79 bạn có đáp án trả lời đúng và phù hợp với thể lệ của chương trình để tiến hành quay số ngẫu nhiên dựa theo thứ tự trả lời của các bạn tại random.org. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 10 con số may mắn từ 1 đến 79 theo số lượng bạn trả lời đúng. Và xin được chúc mừng 10 con số may mắn là các con số 7, 12, 23, 27, 31, 36, 62, 64, 66, 74. Các bạn có con số thứ tự như theo danh sách đính kèm, vui lòng inbox thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ để ban tổ chức trao giải đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình và chúc các bạn may mắn trong các cuộc thi lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.